Xin chào đại gia đình thích trồng cây. Bây giờ mình đang ở quê mình ở xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Nó cách thị xã là gì? 8 cây số. Đây là cái nền đất cũ nơi mà mình từng ở, là một cái nhà tranh vách bằng ván, chỗ thì ván, chỗ thì lá, chỗ thì tranh, nói chung là vá víu. Thì căn nhà đã được dời qua bên kia. Đây là trước mặt mình là những bụi bình tinh. Hồi nhỏ hay ăn trộm bột bình tinh để khuấy uống như là sữa, thơm như sữa. Đây là những lá non của nó. Thì mình thường ngắt nó làm kèn để thổi. Mỗi lần về quê, ta sống lại tuổi thơ của mình. Vừa rồi là mình ngắt cái lá này nè, ngắt cái lá non này nè, và mình làm kèn thổi. Đang nói về cái chuyện cái nhà cũ, thì ở nhà cũ mình có một cây ổi mà ở trước sân á, mà mình thường ăn ổi trừ cơm. Mỗi ngày là ăn mấy ba bốn trái, cứ hái trái xuống và cắn ăn, không có cắt, cứ cắn kêu bộp bộp bộp, thế là ăn thôi. Mà nó chua chua ngọt ngọt và nó giòn. Thì cái cây ổi đó đó là sau khi mà mình ăn những cái trái ở các cái nhánh thấp, thì cứ mỗi ngày mình lại trèo lên những nhánh cao và hái xuống một thúng đầy để mẹ đi chợ. Và như vậy cũng có đồng vô đồng ra, mua ruốc, mua nước mắm, rồi mua tóp mỡ về thắng, mua mỡ về thắng thắng ra làm mỡ để xào, kho xào, và tóp mỡ thì để kho với nước ruốc ăn. Thì hiện nay mình về quê thì bắt gặp một cái cây ổi hơi bị giống cái ổi năm xưa, giống ở chỗ nó sai trái, nó nhiều trái, nhưng mà khẳng định rằng cái ổi này phải trên 1.000 trái, tại vì đây mình chỉ đếm một nhánh nha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đây, một khúc như vậy thôi là 20 trái rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đi quay xung quanh cái ổi này xem. Đó. Bạn thấy toàn trái không hả? Hồi mình còn ở nhà thì ổi là ra bao nhiêu trái là còn bấy nhiêu. Nhưng mà về sau thì những cái con mà côn trùng, những con ruồi vàng rồi này nọ nó phát triển mạnh quá. Khi nào trái nào ra cũng bị đục lỗ. Nên không đến là lượt người ăn. Toàn là con gì ăn không à. Thì không biết cái đợt lấy trái này có còn nguyên vẹn để mình mò về mình ăn tiếp hay không. Thì cái ổi tứ thời này á, tức là bốn mùa, thì trái nó nhỏ nhưng mà cũng to bằng 3 4 lần cái trái ổi sẻ. Thì ổi bốn mùa này nó có vỏ mỏng, cùi dày, khi chín thì nó có màu vàng phớt xanh. Lúc mà nó hơm hơm á, hoặc
là hơi già một chút thì nó giòn, chua chua ngọt ngọt, còn ăn chín thì mềm, rất ngọt và thơm. Khi chín thì cái lõi của nó đỏ tươi luôn, nhìn rất là đẹp. Thì ổi này có thể trồng nhiều ở vùng, trồng được ở nhiều cái vùng đất khác nhau, nhưng mà phù hợp nhất là đất pha cát với đất phù sa. Nó cho trái bốn mùa cho nên gọi là ổi bốn mùa, ổi tứ quý, ổi tứ thời, nhưng mà nhiều nơi gọi nó là ổi găng. Và cái loại ổi này trồng ngon nhất là ở cái vùng Đông Dư ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, nên nó được gọi là ổi Đông Dư. Thì ổi mà trồng ở Đông Dư thì có nhiều cái đường gân dọc theo trái, giống như là chia ổi thành múi, nhiều múi vậy đó. Thì ổi này mà nếu mà mình trồng từ hạt thì 4 năm có trái, còn nếu mà chiếc cành thì dưới 2 năm. Cái trái nó chín thì màu xanh nhạt, rồi sau nó cái vỏ của nó sau nó chuyển sang vàng, rồi vỏ nó láng, bắt đầu thì hơi sần sùi mà sau về sau nó càng láng dần đi. Hễ chín thì nắng vô nó mềm, nhưng mà thường là người ta ăn lúc mà hơm hơm á, già già đó, là khi mà mình bấm móng tay vô cái vỏ của nó thì nó luống cái móng tay vô là coi như ăn được. Nhưng mà nếu mà mình quen rồi thì mình nhìn cái vỏ nó từ xanh đậm chuyển sang trắng trắng xanh xanh là coi như là nó đang hơm hơm đó, tức là nó già đó, là bên trong cái cơm của nó là bắt đầu chuyển sang màu đỏ nhạt rồi đó. Thì mình hái thì thường hái cái thời điểm đó, còn nếu mà để chín trên cây thì nó chín nhanh lắm, dơi nó ăn hết hoặc là chim cũng ăn. Thì ổi này nó ra trái quanh năm nhưng mà rộ nhất là vào mùa mưa, bởi vì nó có nước xuống là nó bắt đầu nó lên cành nhánh và ra bông. Thì cái ổi này đặc biệt là rất nhiều sâu bệnh, cái con sâu gì mà nó làm thành kén, nó đeo treo tòng ten trên cành ổi nhỏ 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 rất nhiều. Rồi cái con ruồi vàng hay là ruồi gì mà nó đục rồi nó đẻ trứng rồi nó thành giòi bên trong rất là nhiều. Cho nên là nếu khi ổi mà ra trái còn non mình xịt thuốc cho nó. Có thể nói là trái đặc cây, mà cũng có thể nói là trái đặc cành. Nhưng đặc cây hay đặc cành thì các bạn không nên nói lái nha. Tại vì đặc cây là đây đây đây, đây đây ổi. Đặc cành là đành 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 ăn ổi thay cơm. Nếu cái ổi này mà nó nằm ở một cái vườn nào ở Sài Gòn là nó thành nổi tiếng nha các bạn. Tại vì ở đây quê mà, cho nên là ít người quan tâm, ít được quan tâm. Cái ổi nếu mà trồng ở giữa đất tự nhiên như thế này thì không cần cắt cành gì cả, thì cành của nó sẽ to như thế này và tỏa ra nhiều những con, rồi từ đó là trái cứ ra chi chít thôi. Thì ổi thường ra trái vào mùa mưa, ra trái quanh năm nhưng mà rộ trái vào mùa mưa sau khi có được nước từ trời xuống. Còn nếu mà mùa nắng thì ở đây không ai tưới cả, tại vì nó mọc hoang vậy mà, tự nhiên luôn, để tự nhiên luôn. Thì
nó có thể ít trái hơn. Nếu mà trồng ở thành phố mà trồng chậu thì các bạn nên trồng chậu có đường kính khoảng 6-70 cm và cao khoảng 50-60 cm thì nó mới có đủ cái đất, cái chất dinh dưỡng để nó vươn lên. Thì ở thành phố do trồng chậu cho nên là không đủ đất cho nó phát triển thỏa sức, nên để nó ra trái thì các bạn cắt cành của nó. Đó, cho nó ra nhiều cái nhánh, tỏa nhiều nhánh, và sau một đợt cắt cành thì nó sẽ ra trái. Thì người ta nói rằng từ cái vết cắt mà nó mọc lên thì các bạn đếm đếm lá từ 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 chỗ cắt lên như vậy này, 1 2 3, 1 2 3 là có bông ra, 1 2 1 1 2 3, 1 2 3 là có bông ra. Nếu mà cái nào đến 1 2 3 mà không có bông thì ta tiếp tục cắt, bởi vì có để nó cũng sẽ dài ra thêm và không có trái. Thì sau khi cắt thì nó sẽ lại nhảy ra nhiều nhánh, và ta sẽ đếm 1 2 3. Thì nếu 1 2 3 mà thấy mắc lá đó, 1 mắc lá, 2 mắc lá, tính từ vết cắt, tính từ cái đầu nhánh mà trở ra. Mà nếu có bông thì ta để, không có bông ta lại cắt. Nó là cách để mà tạo nhiều trái cho một cái cây ổi trồng chậu. Ổi trồng chậu để mà nó sung sức thì các bạn nên có đất thịt trộn với tro trấu, trộn với phân bò đã ủ, và mình bón lót thêm lúc cây trưởng thành đó là phân gà Nhật đó, thì nó sẽ sai trái, nó sẽ làm điều sai trái nha. Thì đất thịt là đất gì? Đất thịt là đất trong tự nhiên, lớp đất mặt trong tự nhiên, đây gọi là đất thịt. Thì đất thịt này á, là nó sẽ kết dính cho nên nó thành cục. Chứ còn đất sạch với lại tro trấu thì không phải là đất. Bởi vậy khi nếu ta không tưới thì nó sẽ là bột, là bụi chứ không phải là đất nữa. Thì đất này đặc biệt là giữ nước rất tốt, nhưng mà mỗi lần mưa xong nó lại thấm xuống dưới, không không có bị đọng nước, không có bị ứ nước. Đó, khi trồng cây ăn trái ta nên có đất thịt trong thành phần đất nha các bạn.